Ngày 24 tháng 2, Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản. Thông tin ban đầu, chiều 23 tháng 2, bà gái 62 tuổi ngụ xã Vĩnh Lộc A ru cháu ngủ tại căn nhà trong hẻm 8 thì có một phụ nữ bán vé số tới. Người này đứng ở cửa quan sát một lúc rồi tiến vào bên trong. Người này được cho là tới bàn thờ ông Địa lấy đi 2 điện thoại di động và một iPad, kẹp vào nách rồi rời đi. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Bà gái cho biết 2 cháu ngoại và một cháu nội đang học online, do dịch bệnh nên từ trước Tết, gia đình đã vay tiền chủ trọ để sắm điện thoại máy tính bảng cho các cháu học. Công an sau đó có mặt khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO avongphapluattv.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.